kiêu phượng, nàng còn tìm gặp tôi làm chi nữa. Khi ngựa hồng sắp nở do câu qua dặm cát ngàn lao, còn gì cho nhau nữa. Tôi cúi nẻo trời, còn em ở lại phòng phê. Thank you.
thương sầu nơi quan tái mịt mờ xa. Nếu có ngày nào tôi trở lại kinh đô gặp người yêu cũ chắc nàng sẽ hồi. Thí chủ là ai từ phương nào tới tôi sẽ niệm nam mô để thay tiếng trả lời. Vì trước mặt tôi em đã là một ni cô, lời ân ấy đâu còn như khi gặp gỡ. Kim Phượng biển hải lạnh, sao không nghe hồi chiến trống mà chuông chù nào đồng giọng tiên ngân nga. Đây là đâu? Sao đôi mắt của ta lại u tối một màu đen ảm đạm? Lạ kìa, ta vừa nghe được tiếng người quen. Ai đó? Người là một ni cô. Người có thể cho tôi biết qua danh tánh? Không, tôi không hỏi pháp danh của một kẻ tu. Xóm chiều kể kinh, nhưng tôi muốn tỏ tường rõ ràng danh tánh. Ai mới thốt ra tiếng ngõ cao như từ ngày xưa?
Tình thương đồng lòi, người cầu nguyện